Serum Balance Vitamin C là best seller của thương hiệu mỹ phẩm Balance, một trong những serum dưỡng da đình đám và bán chạy nhất hiện nay trên thị trường. Vậy sản phẩm này có thực sự giúp chị em dưỡng ẩm, làm sáng và điều màu da, chống lão hóa da như lời đồn không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm Serum Balance Vitamin C đang nổi đình đám này nhé! Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Balance là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Anh Quốc, với các dòng sản phẩm với giá tầm trung phù hợp cho điều kiện kinh tế của tất cả mọi người. Cho tới ngày nay, các sản phẩm của hãng càng ngày càng được nhiều người đánh giá cao và biết đến. Nhưng mà hãng không hề mất quá nhiều chi phí để quảng cáo, thì chứng tỏ là sản phẩm của hãng này rất chất lượng, an toàn cho người dùng rồi. Trong các dòng Serum Balance, thì Serum Balance Vitamin C là sản phẩm nổi bật nhất của hãng, với thành phần an toàn tự nhiên và chất lượng đem lại hiệu quả cao nhanh chóng cho làn da của người dùng ngày càng. Thành phần Serum Balance Vitamin C cũng được rất nhiều người quan tâm đến khi muốn đánh giá xem sản phẩm có tốt hay không, có thành phần nào dị ứng với mình hay không. Đa số dòng Serum Balance Vitamin C đều sử dụng các dưỡng chất cấp ẩm và giữ nước, để da mặt lúc nào cũng mềm mịn và căng mọng hơn. Vậy dưới đây là chi tiết về thành phần cũng như công dụng của sản phẩm. Như là lycerin, có nguồn gốc từ dầu thực vật, có tác dụng cấp ẩm vào lớp ngoài từ tầng sâu nhất của da, chống lại các chất gây kích ứng da, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương, cải thiện khả năng phục hồi và vẻ trẻ trung của da. Hơn nữa, Serum Balance Vitamin C còn có bảng thành phần Propylene Glycol và Butylene Glycol giúp hấp thụ nước, giữ ẩm cho da, giảm các dấu hiệu lão hóa, cải thiện tình trạng mụn trứng cá, đồng thời còn giúp giữ ẩm cho da, điều hòa và cải thiện cấu trúc da, làm cho làn da của bạn mềm mại hơn nhé. Ngoài ra, trong Serum Balance Vitamin C còn có một số thành phần lành tính khác rất tốt cho mọi loại da nhé. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán Serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.